Ukraine quyết tái kiểm soát Bakhmut. Cơn cảnh phá bắn loạt lốc xoáy của Nga càng quét quân Ukraine. Sau khi tuyên bố Bakhmut thất thủ, Nga tiếp tục thông báo chiến tích ở miền Nam. Bên cạnh pháo HIMARS, liệu tên lửa Storm Shadow có giúp Kiev xoay chuyển tình thế? Tạp chí Mỹ nhận định, Washington chịu rủi ro lớn nếu F-16 được gửi tới Ukraine các tin tức khác. Hai bên giao tranh ở Sudan nhất trí ngừng bắn 7 ngày. Sân bay Mexico ngừng hoạt động vì trò núi lửa. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, Đài RT đưa tin, một quan chức cấp cao Ukraine nhấn mạnh sẽ giành lại Bakhmut sau khi Nga tuyên bố chiếm lĩnh thành phố điều tàn này. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Mikhail Polodiat, vào tối ngày 20 tháng 5 khẳng định quân đội của Kiev sẽ sớm tái kiểm soát Bakhmut. Phát biểu này đưa ra sau khi ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, khẳng định đã kiểm soát toàn bộ thành phố. Bộ Quốc phòng Nga sáng sớm 21 tháng 5 cũng xác nhận Wagner đã thành công kiểm soát Basmut với sự hỗ trợ của quân chính quy. Trong khi đó, ở Kiev, ông Podolyak khăng khăng nói rằng người Nga đã kiệt sức sau cuộc chiến. Nga có thể làm gì tiếp theo, ngay cả khi kiểm soát thêm hai khu nhà nữa trong thành phố. Ông Podolyak nói trên đài truyền hình quốc gia Ukraine, bác tin Basmut đã thất thủ. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng cuộc chiến ở trào lửa này vẫn đang tiếp tục. Ông Podolyak cho rằng tuyên bố chiếm lĩnh basmut chỉ nhằm phân tán sự chú ý khi tổng thống zelensky tăng cường hoạt động ngoại giao liên tục thăm nhiều nước ở châu âu ả rập xê út và nhật bản nhà lãnh đạo ukraina tham dự hội nghị thượng đỉnh liên đoàn ả rập ở zedda vào ngày thứ sáu và đến dự cuộc họp g 7 ở hiroshima vào hôm sau thông tin basmut thất thủ được nga đưa ra giữa ukraina cho biết sắp tiến hành phản công lớn hồi tháng trước ông zelensky nhấn mạnh lực lượng ukraina sẽ không rút khỏi basmut Ông nói điều đó sẽ cho phép quân Nga và Wagner có cơ hội kiểm soát thêm thành phố. Theo đài RT, thành phố Bakhmut gần như đã bị phá hủy sau nhiều tháng giao chiến khốc liệt. Theo Newsweek, cựu chỉ huy Nga Igor Gikin cho rằng việc Nga thông báo chiến thắng ở Bakhmut vào ngày 20 tháng 5 là vô nghĩa về chiến lược. Cựu chỉ huy Nga Gherkin viết trên ứng dụng Telegram rằng Việc Wagner kiểm soát thành phố Basmut không có ý nghĩa lớn về chiến lược khi phía Nga đã chịu thiệt hại quá lớn trong các trận đánh dữ dội và kéo dài. Theo Newsweek, ông Gorkin là một trong những người ủng hộ nhiệt liệt cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng cũng chỉ trích gây gắt việc điều binh khiển tướng của Bộ Quốc phòng Nga. Mới đây, ông Gorkin viết: "Basmut đã được kiểm soát, nhưng tôi không vui trước tin tức này. Nga đã tổn thất quá nhiều nguồn lực, binh sĩ và thời gian ở Basmut." Việc kiểm soát vùng đất này vô nghĩa về chiến lược trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ quân sự đặc biệt. Các nhà phân tích phương Tây nhận định binh sĩ Nga chịu thương vong rất lớn ở Basmut. Nhà trắng vào đầu tháng 5 ước tính ít nhất 20.000 binh sĩ Nga đã tử trận tại Basmut trong khoảng hơn 5 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin vào tháng 3 từng nói, thắng lợi của Nga ở Basmut chủ yếu có giá trị biểu tượng thay vì làm thay đổi cục diện xung đột. Bộ Quốc phòng Nga vào sáng ngày 21 tháng 5 đã xác nhận tuyên bố Wagner rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Basmut ở Donbass thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra khoảng 8 tiếng sau khi lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin vào ngày 20 tháng 5 tuyên bố chúng tôi đã giành được toàn bộ thành phố kiểm soát từng ngôi nhà. Ông Prigozhin thông báo các đơn vị Wagner sẽ rút khỏi Basmut từ ngày 25 tháng 5 và trao lại thành phố cho lực lượng chính quy Nga. Điện Kremlin thông báo lãnh đạo Nga đã chúc mừng chiến thắng Basmut. Thông báo cho biết Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner cũng như tất cả quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga những người đã cung cấp hỗ trợ cần thiết và yểm trợ cho Wagner. Phía Kiev nói Basmuth chưa thất thủ, cuộc chiến đang tiếp tục. Theo Sputnik News, hệ thống pháo bắn loạt lốc xoáy Tornado Z của Nga đã chặn đứng nhóm quân Ukraine tiến lên ở hướng Luhan. Sputnik News cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video đơn vị pháo binh thuộc cánh quân miền Tây đã khai hỏa hệ thống 9K51M Tornado Z chặn đứng đà tiến của Ukraine ở vùng Luhansk. Mục tiêu thứ nhất của chúng tôi là nhóm quân địch đang di chuyển, và mục tiêu thứ hai là công sự vững chắc của Ukraine, chỉ huy đơn vị pháo binh Nga cho biết. Theo Sputnik, Tonandoji là phiên bản hiện đại hóa của liệu pháo tự hành 9K51 Grad. Khẩu pháo lốc xoáy này có hệ thống khai hỏa tiên tiến hơn phiên bản tiền nhiệm, nhờ sở hữu điều hướng bằng vệ tinh và sử dụng máy tính tiên tiến để thiết lập quỹ đạo rocket. Trong khi chảo lửa Basmut trở thành tâm điểm chú ý trong xung đột Ukraine, phía Moscow còn cho biết đã tấn công bất ngờ, tiêu diệt quân địch trên một hòn đảo gần tỉnh miền nam Kherson. Hãng TASS đưa tin, một phát ngôn viên cho lực lượng Nga chiến đấu ở miền nam Ukraine vào ngày 20 tháng 5 cho biết, các máy bay quân sự đã yểm trợ nhóm tấn công dưới mặt đất, đột kích tiêu diệt 20 binh sĩ Ukraine và giành quyền kiểm soát các tòa nhà dân cư ở đảo Cheresky giữa dòng sông lớn Dnipro gần Kherson. Phía Nga cho biết, các chiến binh Ukraine đã cưỡng ép sử dụng các công trình dân sự trên đảo Cherkessky, Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Ngay khi quân Nga bắt đầu gây nhiễu tín hiệu và khắc chế phần nào uy lực của Fahimas, người Ukraine đã nhận thêm vũ khí mới để có thể thay đổi cuộc chơi trang tin Business Insider của Mỹ nhận định, theo các chuyên gia, Kiev đã sử dụng hiệu quả tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp giúp tăng mạnh năng lực oanh kích tầm xa. Theo Insider, dường như các lực lượng Nga đã dần thích nghi được tình hình chiến trường sau thời gian đầu mệt mỏi đối phó với pháo HIMARS của Mỹ cấp cho Ukraine. Giờ đây, quân Nga đưa các mục tiêu quan trọng ra khỏi tầm bắn của HIMARS, đồng thời gây những tín hiệu, khiến pháo phản lực Mỹ bay trách hướng, đại Ati cho hay. Tuy vậy, các nhà phân tích phương Tây nói rằng tên lửa Storm Shadow vừa triển khai có thể gây ra những vấn đề hậu cần mới cho Nga, dù Kiev vẫn có thể thực hiện những đòn đánh bất ngờ và khai thác nỗi sợ của đối phương. Ông George Barros, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Washington, cho biết Việc binh sĩ Nga biết Ukraine có thể oanh kích tầm xa sẽ ảnh hưởng khủng khiếp đến tinh thần của họ trong lúc chiến đấu. Đầu tháng này, Vương quốc Anh đã công bố cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không do một liên đoàn quốc phòng Anh và Pháp cùng phát triển. Sau khi được phóng từ máy bay, những tên lửa này duy trì độ cao thấp, tránh bị phát hiện. Khi ép từ lâu đã thúc đẩy các đối tác phương Tây cung cấp tên lửa và đạn dược tầm xa, có thể tấn công các vị trí của Nga ở phía sau tiền tuyến và sâu bên trong các lãnh thổ bị Moscow kiểm soát. Nhưng cho đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO lo ngại rằng vũ khí tầm xa sẽ kích động xung đột leo thang nếu như Kiev thiếu kiềm chế tấn công vào lãnh thổ Nga. Với phạm vi hoạt động 155 dặm, Storm Shadow giúp gia tăng đáng kể khả năng hoạch định tác chiến của Ukraine. Hệ thống phá bắn loạt HIMARS nổi tiếng mà Kiev nhận được từ Mỹ vào mùa hè năm ngoái, có tầm bắn chỉ khoảng 50 dặm. Với Storm Shadow, Ukraine có thể oanh kích vào nhiều khu vực có quân Nga hiện diện mà trước đây không thể với tới. Ông George Beros, nhà phân tích của AFW cho biết, Ukraine từ mùa hè năm ngoái đã sử dụng HIMARS để làm giảm hiệu quả chiến đấu của Nga vốn phụ thuộc nhiều và khả năng bố trí một lượng lớn liệu pháo gần tiền tuyến để duy trì tốc độ bắn cao. Tuy vậy, khi HIMARS xuất hiện trên chiến trường Ukraine, phía Nga đã phải di rời một số đơn vị pháo binh lùi lại xa hơn. Ông Jack Walling, nhờ nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Russi, có trụ sở tại London, nhận định Nga cũng đang nỗ lực di rời các cơ sở hậu cần quan trọng ra khỏi tầm bắn của Storm Shadow. Về phía Ukraine, việc đưa Storm Shadow vào chiến trường sẽ giải quyết những thách thức chiến thuật nghiêm trọng mà Kyiv đang phải đối mặt. Chuyên gia Linh nói, đầu đạn của Storm Shadow được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố, và tính năng tàng hình của tên lửa này sẽ giúp nó tránh bị phát hiện và đánh chặn. Về phía Nga, Điện Kremlin cảnh báo xung đột leo thang sau khi Anh gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine. Đồng thời, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiếp tục đánh chặn 12 pháo HIMARS và tên lửa Storm Shadow của Ukraine nhắm vào Donetsk bom dẫn đường ZBU-32 do Mỹ sản xuất cũng bị vô hiệu hóa trong ngày 20 tháng 5. Sputnik News dẫn thông báo của Moscow cho biết. Một tạp chí quân sự Mỹ cho rằng các tiêm kích F-16 có nguy cơ chịu thiệt hại kinh hoàng nếu được Liên minh phương Tây gửi tới Ukraine. Tạp chí Military Watch của Mỹ ngày 20 tháng 5 cho rằng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất có thể chịu tổn thất đáng kể nếu triển khai ở Ukraine, do Nga sẽ tấn công ồ ạt vào căn cứ không quân hoặc tiến hành không chiến. Trang tin Mỹ nói thêm, tổn thất lớn của F-16 ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến danh tiếng loại máy bay này. Một lý do chính cho sự khác biệt trong quan điểm của Mỹ và châu Âu về cung cấp F-16 cho Ukraine là Washington vẫn có lợi ích rất lớn trong chương trình F-16. Máy bay này sẽ tiếp tục là xương sống của không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa, các biến thể hiện đại hóa của nó có thể giúp đem lại những hợp đồng xuất khẩu hàng trăm triệu đô, bài báo cho biết. Vì vậy, nếu F-16 được triển khai tới Ukraine, Hoa Kỳ sẽ phải chịu rủi ro lớn. Có khả năng máy bay chiến đấu hoặc công nghệ của nó sẽ rơi vào tay Nga. Tờ Military Watch viết thêm, Hôm 19 tháng 5, đài NBC đưa tin Mỹ và các đồng minh có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và các đồng minh của Washington, nhưng chưa rõ cụ thể những ai sẽ cung cấp vào thời điểm nào với số lượng bao nhiêu. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nhà lãnh đạo G7 ở Hiroshima rằng Washington ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả F-16. Hôm 20 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo khả năng F-16 cung cấp cho Kiev sẽ chứng minh phương Tây tiếp tục đi theo con đường leo thang căng thẳng và Nga sẽ ghi nhớ điều này trong kế hoạch quân sự của mình. Ông Rusko nhấn mạnh, các nước phương Tây sẽ đối mặt với rủi ro khổng lồ nếu thực sự gỡ đi F-16. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 21 tháng 5 cho biết, các chương trình đào tạo F-16 dành cho các phi công Ukraine là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản, ông Scholz cho rằng việc đào tạo phi công là một dự án dài hạn và đó là một thông điệp gửi tới Nga, rằng nước này phải ngừng cuộc chiến và rút quân khỏi Ukraine. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi nào cần thiết, Thủ tướng Đức nói thêm. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong cuộc họp G7, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định ủng hộ các đồng minh châu Âu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16, dù loại máy bay chiến đấu này chưa được giao cho Kiev ngay lập tức. Các thành viên G7 bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Ý và Canada đang vật lộn với những thách thức to lớn từ cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, theo Reuters. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm Chủ nhật 21 tháng 5 cho biết sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima có ý nghĩa lịch sử và gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa các đồng minh G7 đối với khủng hoảng Ukraine. Thủ tướng Sunak nói trong một cuộc họp báo, hình ảnh G7 và các đối tác của chúng tôi kề vai sát cánh với Tổng thống Zelensky sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và quyết tâm của các đồng minh. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine đến khi nào cần thiết, vì an ninh của họ cũng là an ninh của chúng tôi. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với báo chí, việc Tổng thống Zelensky trực tiếp đến đây là cơ hội để trao đổi, thuyết phục các nhà lãnh đạo của Ấn Độ hay Brazil, chia sẻ và giải thích thêm về tình hình thực tế, nhằm thuyết phục các nước Nam bán cầu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn. Khi được phóng viên hỏi về cuộc diện Bách Mút, thành phố mà Nga vừa tuyên bố kiểm soát toàn bộ, Tổng thống Macron cho biết, Tôi nghĩ chính quyền Ukraine sẽ tự họ cân nhắc khi cập nhật về tình hình chiến trường. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Từ tháng 12 đến nay, tình hình ở Bakhmut cho thấy sự khó khăn mà quân đội Nga gặp phải khi tiến công. Tôi sẽ không nói thêm về chủ đề này. Và tôi nghĩ sự hiện diện của ông Zelensky ở đây, hội nghị G7, đã rất quan trọng. Hai vợ chồng người Ukraine, ông Ivan và bà Zoya, bật khóc khi nói lời chia ly. Một quyết định khó khăn mà họ đưa ra giữa xung đột. Bà Zoya cho biết không còn có thể chăm sóc cho chồng, ông Ivan mươi 73 tuổi, và bị khuyết tật. Vì vậy, họ đã chấp nhận lời đề nghị của một tình nguyện viên giúp đưa ông Ivan rời khỏi thị trấn miền đông Sviatohorika. Đang chìm trong khói lửa giao tranh, hai vợ chồng đã chung sống trong 20 năm. Ông ấy không còn ai hết, hai con trai đã qua đời, người thân từ chối chăm sóc ông ấy, còn tôi cũng không còn đủ sức nữa. Bà Zoya nói với phóng viên Reuters hôm 10 tháng 5, trong lúc giúp chồng mặc quần áo trước khi di tản, họ lau nước mắt khi chuyến xe đưa ông Ivan đến một trại dưỡng lão. Cùng ngày hôm đó, các tình nguyện viên cũng giúp sơ tán cho bà Lyudmila Sailai, 83 tuổi và con gái. Họ sẽ rời khỏi thị trấn Kostiantinivka, cách nơi giao tranh ở Donetsk khoảng 15 km. Đó là một thị trấn tiền phương. Mỗi ngày, mỗi đêm đều chưng kiến khói lửa. Chỉ có trời mới biết tên lửa có dán xuống nhà mình hay không. Con gái của bà Sailai nói, hai mẹ con sẽ đi tới Kiev và nương nhờ người thân. Vùng Donetsk trải qua giao chiến dữ dội. Với các trận đánh tàn khốc diễn ra dài dẳng ở Bakhmut, Adivka và Fulida. Bất chấp tiếng nổ văn trời ở tỉnh miền nam Zaporizhia, máy móc vẫn tiếp tục làm việc trên cánh đồng của người dân nông trại Zuri, Lupinov. Có nhiều vụ đụng độ ở ngôi làng gần đây, chỉ cách chúng tôi 500 m bất chấp điều đó đáng sợ như thế nào, mọi người vẫn tiếp tục làm việc vì chúng tôi cần tiếp tục cuộc sống. Tôi phải trả lương cho nhân viên của mình. Ông Lubinos mặc áo chống đạn, nói với Reuters. Ông Lubinos cho biết đang phải vật lộn để bán hàng hóa với giá hợp lý vì xung đột đã làm gián đoạn các tuyến hậu cần cho xuất khẩu nông sản, và đó cũng không phải thử thách duy nhất. Giá phân bón đã tăng gấp 3 lần, giá dầu diesel tăng, giá thuốc trừ sâu tăng trong khi giá nông sản giảm. Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm cách vượt qua. Ông nói, Ukraine từ lâu đã được biết đến là vựa lúa mì của châu Âu. Những vùng đất đen màu mỡ, nhiều đồng băng băng phẳng rộng lớn và các cảng biển ở Biển Đen đã giúp quốc gia này trở thành nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn thế giới. Xuất khẩu nông sản rất quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine, chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội trước cuộc tấn công của Nga và khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng hóa nông sản của Ukraine còn là nguồn cung cấp lương thực thiết yếu cho một số khu vực trên thế giới, bao gồm Trung Đông và Châu Phi nhưng cuộc xung đột đã gây thiệt hại khủng khiếp, sản lượng ngũ cốc có khả năng giảm xuống còn khoảng 53 triệu tấn trong năm 2022, từ mức kỷ lục 86 triệu tấn vào năm 2021. Năm nay, sản lượng có thể giảm xuống mức thấp nhất khoảng 44,3 triệu tấn. Theo thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ ba cảng biển đen của Ukraine, nước này đã có thể vận chuyển 29,3 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp, bao gồm ngũ cốc, cho thị trường nước ngoài. Thỏa thuận giữa Nga và Ukraine vừa được gia hạn thêm 2 tháng từ ngày 18 tháng 5, nhờ Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nhưng mọi thứ vẫn còn rất bất bình. Cùng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào ngày 21 tháng 5 cho biết, ông đã rất lo ngại về các hoạt động về quân sự và thương mại của Trung Quốc trong thời gian qua. Thủ tướng Abanes đã chỉ trích hành động chặn đầu nguy hiểm mà một chiến đấu cơ Trung Quốc thực hiện với máy bay quân sự Úc ở Biển Đông hồi tháng 5 năm ngoái. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh minh bạch về các vấn đề ngoại giao, chẳng hạn như trường hợp của bà Cheng Lei, một nhà báo người Úc bị Bắc Kinh bắt giữ. Phía Bắc Kinh trước đó cho biết họ hành động theo luật pháp quốc tế trong các sự việc nêu trên. Bên cạnh đó, phát biểu trước giới truyền thông tại thành phố Hiroshima, ông Albanese còn cho biết ông ủng hộ tuyên bố chung của G7 về tập trung giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại. Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra vào tối ngày 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi thông điệp phản đối tới Nhật Bản và các bên liên quan về tuyên bố chung của G7 nhắm vào Bắc Kinh. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, G7 đưa ra quan điểm về việc thúc đẩy một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nhưng những gì họ đang làm cản trở các hoạt động quốc tế phá hoại ổn định khu vực và kìm hãm sự phát triển của nước khác. Ông Uông cho biết thêm, biển Hoa Đông và biển Đông nhìn chung vẫn ổn định. Trung Quốc không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở châu Á, như các đại biểu G7 đề cập. Vừa qua, Tổng thống Jun Suk Jong đã gặp một số người Hàn Quốc sống sót sau vụ ném bom nguyên tử năm 1945. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Hiroshima vào ngày 19 tháng 5. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của ông Jun với các nạn nhân Hàn Quốc sống sót sau thảm kịch năm 1945 ở Hiroshima, tính từ lúc ông nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc cách đây một năm. Cuộc gặp vừa qua là một phần trong nỗ lực nhằm khép lại những mâu thuẫn lịch sử vốn ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo trong nhiều thập kỷ. Theo chính phủ Hàn Quốc, cuộc gặp mặt này được xem là một phần trong nỗ lực không trốn tránh phần đau thương của lịch sử và an ủi các nạn nhân. Hiệp hội nạn nhân bom nguyên tử Hàn Quốc cho biết, có đến 100.000 công dân Hàn Quốc là nạn nhân trong vụ ném bom của Mỹ ở Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Một nửa trong số đó đã thiệt mạng, trong khi khoảng 43.000 người trở về Hàn Quốc và khoảng 2.000 người khác đã đến Triều Tiên. Trong số 2.261 nạn nhân đã cung cấp thông tin với hiệp hội, chưa đến 2.000 người còn sống sót tính đến cuối năm 2021, nhiều người trong số đó đã già yếu. Hai nhà lãnh đạo Hàn Nhật cùng phu nhân vào ngày 21 tháng 5 đã đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Triều Tiên thiệt mạng trong vụ ném bom tại thành phố Hiroshima. Tổng thống Jun đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 theo lời mời của Nhật Bản với tư cách quan sát viên. Ông đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng với các nhà lãnh đạo khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Hàn Quốc vào Chủ nhật, 21 tháng 5, sau khi tham dự cuộc họp G7 tại Hiroshima. Chuyến thăm của ông Scholz đến Hàn Quốc diễn ra 3 thập kỷ sau chuyến thăm của cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl vào năm 1993. Thủ tướng Scholz dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Yoon sau khi đến thăm khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế và an ninh cũng như cách bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi những biến động trên thế giới hiện nay. Cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày Chủ nhật 21 tháng 5. Theo Reuters, nhiều nhà quan sát cho rằng khó xác định người chiến thắng sau vòng bầu cử đầu tiên và có thể phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2 vào tháng 7 nếu các đảng không đồng ý thành lập chính phủ liên minh. Cử tri Alini đã nghỉ hưu nói với Reuters sau khi bỏ phiếu. Tôi muốn đất nước tiến lên, có uy tín trên trường quốc tế. Tôi nghĩ tình hình có vẻ đang khá lên. Cử tri Thaudosius, một giáo viên, cho biết, tôi muốn có một cuộc sống tốt và tự do hơn Chúng tôi đang cảm thấy rất nặng nề vì nhiều thứ. Nhiều người cũng thấy rằng cuộc sống của mình không được cải thiện. Trong các lĩnh vực như dân chủ, tự do, chất lượng cuộc sống hay điều kiện làm việc, tôi nghĩ Hy Lạp đang tụt lại rất nhanh và chúng ta phải nỗ lực làm điều gì đó. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng cầm quyền dân chủ mới giữ một vị trí dẫn đầu nhưng khó đạt được đa số tuyệt đối. Nhà phân tích chính trị Panos Kolia cho biết, nếu không muốn liên minh thì đảng dẫn đầu phải cần hơn 45% phiếu bầu, điều dường như rất khó xảy ra. Đảng Dân Chủ mới đứng đầu là Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đang nhận được 31-38% ủng hộ, theo sau đội đảng đối lập chính tả Syria, thấp hơn từ 4-7 điểm phần trăm trong các bản khảo sát. Khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Hy Lạp cũng như ở các nước châu Âu khác đã chiếm vị trí hàng đầu khi nói đến mối bận tâm của cử tri. Các ứng viên đã đưa ra nhiều lời hứa về tăng lương tối thiểu và tạo thêm việc làm. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5 trên khắp Hy Lạp và đóng cửa sau 12 tiếng đồng hồ chưa tới 10 triệu người Hy Lạp có quyền bỏ phiếu. Nếu không có đảng nào giành chiến thắng hoàn toàn, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellopoulou sẽ lần lượt trao cho ba đảng đứng đầu 3 ngày để thành lập chính phủ. Nếu tất cả đều thất bại, Tổng thống sẽ chỉ định một chính phủ tạm quyền để dẫn dắt đất nước, cho tới khi cuộc bầu cử mới diễn ra khoảng một tháng sau đó. Đài NHK đưa tin, các nhà đàm phán trung gian của Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi thông báo hai phe tham chiến ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 7 ngày, thỏa thuận được nhất trí sau khi một loạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước đó không được duy trì. Một tuyên bố chung ngày 20 tháng 5 cho biết, quân đội Sudan và các nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ danh ASF đã ký một thỏa thuận đình chiến ở thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào tối thứ Hai 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Hai bên cũng nhất trí thực hiện các nỗ lực nhân đạo một cơ quan giám sát bao gồm các đại diện từ hoa kỳ ả rập saudi và các quốc gia khác đã được lên kế hoạch theo nhk việc các bên có tôn trọng ngừng bắn hay không vẫn còn câu hỏi để ngỏ trong khi đó tình hình nhân đạo sudan ngày càng tồi tệ liên hợp quốc cho biết hơn một triệu người đã phải di dời do xung đột Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ tấn công một triển lãm xe hơi ở phía bắc Mexico vào ngày 20 tháng 5. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 14 giờ 18 phút chiều ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, khi cuộc trình diễn đua xe địa hình đang được diễn ra tại khu vực San Vicente thuộc thành phố Ensenada. Một nhóm người mang súng đã bắn vào một xe tải, hậu quả khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Cảnh sát thành phố và tiểu bang cùng với các lực lượng thủy quân lục chiến, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Giới chức đang điều tra và khắc phục hậu quả của sự việc thương tâm. Vào ngày 20 tháng 5, hàng nghìn người Armenia đã tập trung gần biên giới với Azerbaijan, yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa một con đường quan trọng dẫn đến lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh. Vào tháng trước, Azerbaijan đã lập một trạm kiểm soát tại lối vào hành lang Lachin, con đường duy nhất nối Armenia với khu vực Karabakh. Armenia, một đồng minh của hiệp ước Nga, đã nhiều lần kêu gọi Moscow sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình để ngăn chặn điều mà họ gọi là sự vi phạm trắng trợn của Azerbaijan đối với thỏa thuận hòa bình năm 2020. Hai nước láng giềng đã xảy ra hai cuộc chiến lớn trong 30 năm qua vì tranh chấp Nagorno-Karabakh một vùng đất ở Azerbaijan với dân số chủ yếu là người Armenia. Bất chấp tình hình biên giới căng thẳng giữa hai nước, không có sự cố nào xảy ra trong cuộc biểu tình vào ngày 20 tháng 5. Ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 19 tháng 5 cho biết Armenia và Azerbaijan sắp nhất trí việc dỡ bỏ phong tỏa nhưng còn có nhiều thứ phải làm để hòa giải. Nga đã giúp đảm bảo một thỏa thuận ngưng bắn để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 6 tuần vào năm 2020. Nhưng thỏa thuận này không dẫn đến hòa bình lâu dài và các cuộc động độ vũ trang vẫn thường xuyên xảy ra dọc biên giới. Dù vậy, trong một tín hiệu tích cực, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vào tuần này cho biết, ông đã đồng ý đàm phán hòa bình tại Moscow vào ngày 25 tháng 5 với Tổng thống Algeri Ilham Aliyev, với Tổng thống Nga Vladimir Putin làm trung gian, hãng tin Interfax đưa tin. Mục tiêu trước mắt của cuộc thảo luận là giải quyết các mâu thuẫn về biên giới và giao thông cũng như cải thiện tình hình an ninh ở trong và xung quanh Karabakh. Ngoại trưởng Nga Lavrov thừa nhận nếu các vấn đề này không thể xử lý thì rất khó thảo luận thêm về một hiệp ước hòa bình bền vững. Theo Reuters, sân bay quốc tế Benito Juarez ở thành phố Mexico City vào ngày 20 tháng 5 đã nối lại hoạt động sau khi tạm dừng các chuyến bay trong nhiều giờ do cho bụi phun ra từ núi lửa gần đó. Sau khi loại bỏ cho núi lửa, kiểm tra đường băng và xác minh điều kiện gió thuận lợi, chúng tôi đã nối lại hoạt động kết cánh và hạ cánh bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5. Thông báo của ban quản lý sân bay Benito Juarez cho biết, Sân bay Benito Juarez đã phải tạm dừng hoạt động vào lúc 4 giờ 25 phút sáng ngày 20 tháng 5 trong vòng hơn 5 giờ, nhiều chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Núi lửa Popocatépetl cách Mexico City khoảng 72 km về phía đông nam đã hoạt động từ năm 1994. Ngọn núi này được các nhà khoa học giám sát chặt chẽ vì có thể gây nguy hiểm cho hàng triệu người sống gần đó. Đầu tuần này, một số thị trấn đã phải đóng cửa các trường học do cho núi lửa Khách sạn Roosevelt tọa lạc tại khu thương mại nhộn nhịp của quận Manhattan, thành phố New York, đang được tái sử dụng làm nơi tá túc cho người nhập cư. Trước đó khách sạn đã đóng cửa trong vòng 3 năm. <laughs> khách sạn Roosevelt đã hoạt động như một trung tâm tiếp nhận người tị nạn khi thành phố New York phải vật lộn để xử lý dòng người di cư ồ ạt đổ về đô thị này. Hàng vạn người đã di cư vội vã vượt biên trái phép trước khi tiêu đề 42 hết hiệu lực và chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu thực hiện quy trình tị nạn mới còn nghiêm ngặt hơn. Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams, đã kêu gọi chính quyền liên bang cung cấp thêm tài trợ cho các thành phố. Ông Adams vào tuần trước đã đình chỉ một số quy định về quyền được trú ẩn ở New York, viện dẫn vấn đề người di cư đang gây sức ép nghiêm trọng cho thành phố. Theo một quan chức cấp cao về người tị nạn của Liên hợp quốc, số lượng người di cư hướng đến Hoa Kỳ băng qua khu rừng nguy hiểm ngăn cách Panama và Colombia có thể tăng lên mức kỷ lục trong năm nay. Dự báo về những người di cư băng qua khu vực rừng gọi là khoảng trống Darien được đưa ra sau khi giới chức Mỹ cho biết lượng người đến biên giới Mỹ-Mexico có chiều hướng giảm trong thời gian tới sau một sự thay đổi chính sách lớn. Quy định mới về di cư gọi là tiêu đề 8 được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành được xem là còn nghiêm khắc hơn tiêu đề 42 vừa hết hiệu lực. Tuy số lượng người tập trung ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ có thể sẽ giảm, Phó cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn bà Kelly Clements vào đầu tuần này nói với Reuters, số lượng người vượt qua khoảng trống Darien đã tăng lên. Nếu tốc độ như hiện nay vẫn tiếp tục, chúng ta sẽ chứng kiến số lượng người vượt biên kỷ lục. Theo dữ liệu chính thức của Panama, số lượng người đi qua Darien đã tăng gấp 6 lần trong 4 tháng đầu năm nay, đặt ra thách thức lớn cho khu vực từ nhiều năm nay hàng trăm nghìn người di cư đã trung chuyển qua tỉnh darien và vùng lân cận guna yala ở panama trên đường đến bắc mỹ bất chấp thiên nhiên hiểm trở thời tiết khắc nghiệt và các loại tội phạm như buôn người cướp bóc tống tiền bà clement nói thêm những lý do dẫn đến việc mạo hiểm di cư vượt qua hàng vạn dặm đường bộ vẫn không thay đổi so với trước bà cho biết nguyên nhân gốc rễ của dòng người di cư từ mỹ latin hướng về phía bắc bao gồm bạo lực bất ổn chính trị xã hội và thiếu điều kiện phát triển kinh tế bà Clement cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chung của khu vực đối với vấn đề di cư, bao gồm việc phép các quốc gia khác tiếp cận những người xin tị nạn, trong khi họ chờ phản hồi của Hoa Kỳ. Vào tháng 12, Liên Hợp Quốc ước tính rằng cần 1,72 tỷ đô la để giúp đỡ người tị nạn và người di cư Venezuela ở vùng Caribe và Mỹ Latin. Nhưng năm ngoái, chỉ một phần tư số tiền cần thiết đã được phân bổ, buộc Liên Hợp Quốc phải cắt giảm các chương trình hỗ trợ. Thủ tướng Ý bà Meloni đã cắt ngắn thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản để trở về nước, tập trung ứng phó với thảm kịch lũ lụt ở vùng miền Bắc Emilia Romagna. Tính đến, đến ngày 20 tháng 5, đợt thiên tai đã khiến 36.000 người phải sơ tán, 14 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ euro. Tại Ravenna, một thành phố cách biển Adriatic khoảng 5 km, mưa vẫn trút xuống không ngừng vào hôm 20 tháng 5, khiến các con sông dâng nước và cư dân gặp nguy hiểm. Do gần bờ biển và địa hình thấp, một số vùng ngoại ô của thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề. Số khu vực phải sơ tán chiếm 16% diện tích thành phố. Ngoài trừ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Ravenna, công tác dọn dẹp và cứu trợ đã bắt đầu ở những khu vực khác. Ở Franza, một thành phố nằm sâu trong đất liền của vùng Emilia Romagna, vùng đất và mảnh vụn đã lấp đầy các con đường. Người dân cho biết khi lũ ập đến, tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, thậm chí đầu đạc ở tầng 2 cũng bị nước cuốn trôi. Các đội ứng phó thảm họa cho biết lũ lụt đã đưa ra những thách thức chưa từng có, một thành viên của cơ quan bảo vệ dân sự địa phương, nói với đài CCTV. Tình hình thực tồi tệ, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào khó khăn hơn thế. Nếu nước sông lại tiếp tục dâng cao, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn. Theo Reuters, một vụ sụt lún vào sáng ngày 16 tháng 5 ở phía bắc Peru đã khiến ít nhất 4 ngôi nhà bị phá hủy. Theo Reuters, Ban Quản lý Địa phương của Công ty Vận tải Biển Trung Quốc Costco tại Peru cho biết, một vụ sụt lún vào sáng ngày 16 tháng 5 ở quận Tràn phía bắc nước này đã khiến ít nhất 4 ngôi nhà bị phá hủy. Những người sống xung quanh khu vực cho biết, các chính quyền địa phương lẫn đại diện của Costco đều chưa giải thích về nguyên nhân sự vụ việc. Công ty Costco sau đó đã cho biết tạm dừng việc xây dựng đường hầm cho một dự án cảng lớn ở phía bắc Peru và đang nỗ lực điều tra nguyên nhân xảy ra sạt lở. Văn phòng công tố viên địa phương vào ngày 17 tháng 5 đã mở một cuộc điều tra đối với công ty con của Costco ở Chancay vì các cáo buộc liên quan đến những thiệt hại mà người dân địa phương phải gánh chịu do vụ sụt lún. Là một phần của dự án cơ sở hạ tầng lớn, Costco đang xây dựng một đường hầm dài 1,8 km được thiết kế đi qua một khu vực đông dân cư, kết nối đường cao tốc với một siêu cảng Chancay. Giai đoạn đầu tiên của dự án trị giá 1,3 tỷ đô la này dự kiến hoàn thành vào cuối năm tới cảng Chan Cay được kỳ vọng sẽ là trung tâm bên bờ Thái Bình Dương của Peru, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại với châu Á. Thưa quý vị, khói vẫn bao trùm ở tỉnh bang Alberta của Canada trong vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát. Khói bao trùm tỉnh Alberta hôm 20 tháng 5 khi lực lượng cứu hỏa báo động cháy rừng đang lan nhanh hơn ở tỉnh giàu tài nguyên dầu mỏ này. Việc khai thác dầu đã bị hạn chế từ khi hỏa hoạn bùng phát mạnh Ngoài ra, nhiều gia đình đã sơ tán và chịu thiệt hại về tài sản. Nhiệt độ cao kỷ lục và tình trạng thiếu mưa trong năm nay đã dẫn đến các đấm cháy lan rộng. Lửa đang bao phủ diện tích khoảng 830.000 hecta ở Onbeta, gấp khoảng 10 lần diện tích của thành phố lớn nhất tỉnh là Kongari. Chính quyền đã đóng cửa một số công viên và khu cắm trại ở Onbeta vào cuối tuần này, đồng thời kêu gọi cư dân tránh các hoạt động có thể gây ra cháy rừng. Vào thời điểm này trong năm, nhiều cư dân địa phương đi cắm trại hoặc tận hưởng các hoạt động ngoài trời khác khi thời tiết ấm áp hơn. Tuy nhiên, các thú vui này bị hạn chế khi cháy rừng tăng đều qua từng năm. Một số vụ cháy do con người vô tình gây ra. Theo CCTV, đợt nắng nóng gây gắt đang càng quét Ấn Độ, làm giảm sản lượng nông nghiệp và đảo lộn cuộc sống của người dân. Nhiều nơi ở Ấn Độ đã trải qua nhiệt độ cao kỷ lục trên 45 độ C trong mùa hè năm nay. Trong vài ngày qua, nhiệt độ ở bang Uttar Pradesh lên tới 44 độ C. Ở Bhutan và Harina tăng lên 42 độ C. Thủ đô New Delhi và nhiều nơi khác cũng hứng chịu nhiệt độ cao. Nắng nóng đã ảnh hưởng đến sản lượng ngũ cốc của quốc gia nông nghiệp này, đồng thời thu nhập của nông dân cũng chịu tác động. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho thuốc trừ sâu và phân bón, nhưng không thu được lợi nhuận. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng mùa màng vẫn thất bác vì trời quá nóng. Ông Talu, một nông dân nói với đài CCTV. Nhà leo núi người Anh Ketan Kuhn trong tuần này đã có lần thứ 17 chinh phục đỉnh Everest, lập kỷ lục người nước ngoài leo lên nóc nhà thế giới nhiều lần nhất. Nhưng điều đáng chú ý là anh Kuhn cho rằng đỉnh Everest đang mất tuyết và trở nên khô cằn như đá. Nhà leo núi Kuhn, 49 tuổi, lần đầu tiên leo lên đỉnh cao 8.849m vào năm 2004, cho biết ngọn núi khổng lồ dường như đang khô hạn dần. Nếu bạn quay trở lại đầu những năm 2000, từng có rất nhiều tuyết. Anh Kuhn nói với Reuters, tại thủ đô, Kathmandu của Nepal sau khi trở về từ chuyến thám hiểm lập kỷ lục của mình. Các nhà khoa học khí hậu cho biết nhiệt độ của trái đất đã tăng trung bình 0,74 độ C trong 100 năm qua, nhưng sự nóng lên trên khắp dãy Himalaya còn vượt hơn mức trung bình toàn cầu. Đài CCTV đưa tin, phi đội nhào lộn trên không Paji của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA hôm 20 tháng 5 đã thử nghiệm thành công màn biểu diễn cho sự kiện triển lãm hàng không Malaysia diễn ra tại sân bay quốc tế Langkawi. Trong sự kiện triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi lần thứ 16, từ ngày 23 đến 27 tháng 5, phi đội của Trung Quốc sẽ trình diễn bay theo đội hình với các tiêm kích C-10C, được Trung Quốc phát triển nội địa. j 10 c là máy bay chiến đấu đa năng, tốc độ siêu âm, có khả năng duy trì ưu thế trên không tầm ngắn và tầm trung, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Số máy bay G10C đã cất cánh vào lúc 1 giờ 22 chiều 20 tháng 5 theo giờ địa phương để tiến hành chuyến bay thử nghiệm. Các phi công đã thực hiện thành công 17 lần cơ động trong 25 phút. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.